Như các bạn đã thấy trước mắt các bạn, đó là Mitsuri, luyến trụ của sát quỷ đội, xuất hiện trong Kamessi no Yaiba ha. Đây là một mô hình đến từ hãng làm Rinshin có tên là Magekube, cái hộp đựng ma thuật nghe hấp dẫn ha. Và chi tiết của con này làm khá là tốt, thể hiện khá là hay ở cái nhân vật luyến trụ này. Các hình con đầu rồng nhìn rất là đẹp. Và cái phát cái phay á, xin lỗi bạn, phay cái bản mặt, cái mặt của Mitsuri làm cũng khá là chất lượng, khá là đẹp. Mình cũng khá là hài lòng với cái con này. Nhưng mà Mitsuri này làm hơi bị nghiêm túc chút xíu các bạn ạ. Cái mặt của Mitsuri khá là nghiêm túc. Nhưng mà mình thích Mitsuri nó phải bít bít tí xíu, nhìn nó mới vui. Đây là một cô nàng lực sĩ đó các bạn. Trong chuyện đó là cô nàng lực sĩ. Các chi tiết được thể hiện ở cái video hồi nãy, ở cái đoạn video trước thì rất là đẹp rồi các bạn. Mình thể hiện cho các bạn xem. Và đây là khá là đẹp. Hiện tại thì con này cũng không mắc đâu các bạn. Các bạn có thể tìm mà mua thử. Phát hành cũng lâu rồi, nhưng mà do nó không được hot nên nó có nhiều mẫu hơn á, nên là cũng khá là thoải mái khi mà chơi resin. Viết resin thì các bạn thích cái nào thì các bạn cứ mua luôn con đó đi, cho nó dễ, rồi nào buồn quá thì mình bán, mình mua con khác. Nhưng mà riêng những con bản quyền thì các bạn hãy giữ lại. Thôi, dám gió gì thì thôi, tới đây là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.